Hưng Hưng, có phải chiếc đầm đẹp lắm không? Dạ đẹp. Má làm gì rất cực khổ mới có thể mua đầm mới cho con. Không giống như mấy chiếc đầm hồi trước đâu. Vậy con phải nghe lời má đó. Dạ nghe. Vậy lát nữa cô giáo hỏi con sống ở đâu, con trả lời ra sao? Hà Giang Điền Sơn. Hà Giang Điền Sơn, đúng rồi. Má ơi, chúng ta đã là sống ở Thôn Thiên Bình, sao phải nói với người ta là chúng ta sống ở Hà Giang Điền Sơn vậy? Tại vì má muốn Hưng Hưng sống tốt một chút. Cũng giống như chú sâu cầu vồng vậy đó. Chúng ta không thể để người ta biết là nó tới từ ngôi sao cầu vồng được, có biết chưa? Lát nữa gặp cô giáo, cô giáo hỏi con mấy tuổi phải nói mấy tuổi, biết chưa? Hỏi con thích cái gì thì con nói là thích nhảy, biết chưa? Phải ngoan đó. Sếp Điền Đôi, bây giờ Betty đang dẫn con mình đi phỏng vấn. Nghe rõ, theo sát vào, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tiểu Lâm, Từ Thiện Đức xuất hiện chưa? Giờ chưa thấy. Con của chị dễ thương quá. Phải. Bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Phụ huynh của Quách Thiên Vũ. Nè Thiên Vũ. Chào chị. Chào cô. Chào giáo chị. Phỏng vấn thế nào rồi? Cháu rất là ngoan. Có tin gì sẽ báo cho chị sau. À, được. Cảm ơn cô. À, được được. Chào tạm biệt cô giáo đi. Alo. Betty à, dì bị té ở nhà, em mau về qua dì đi. Sao? Được rồi. Cô ơi, cô ơi. Cô ơi. Dạ. Tôi là phụ huynh của Hứa Tĩnh Hưng. Dạ. Tôi có chuyện khẩn cấp phải đi một lát. Cô có thể nói con gái tôi phỏng vấn xong chờ tôi ở đây không? Vì phụ huynh này như vậy không tốt lắm. Hay là cô đón cháu rồi đi? Tôi biết rồi, xin lỗi. Nhưng mà tôi thật sự có chuyện gấp lắm. Xin lỗi nha. Cô làm ơn đi. Làm ơn. Cảm ơn. Tiểu Lâm, Từ Thiện Đức xuất hiện chưa? Vẫn chưa. Sếp Điền Đôi, Betty vừa mới lên taxi, tụi tôi có cần đi theo không? Cái gì? Cô đi theo cổ, sau đó báo cáo vị trí cho tôi. Yes sir, đi. Tiểu Phụng, Hùng Chảy, canh chừng hẻm sau, đừng có để cho họ rời khỏi. Tiểu Lam, Ba Lương, canh chừng siêu thị. Từ Thiện Đức về thì báo ngay cho tôi. Bây giờ tôi đi xem Betty làm trò gì. Đi. Nè, thằng Đức đâu? Tôi muốn lấy sữa bột. Sữa bột trước giờ do anh Đức phụ trách, tôi không biết gì hết. Cậu ta bây giờ vẫn chưa có về mà. Sao còn chưa về hả? Đã hẹn 12 giờ rưỡi mà. Vậy Betty đâu? Hôm nay Betty xin nghỉ rồi. Xin nghỉ hả? Có đợi không đại ca? Đương nhiên đợi rồi, trên đó hối hả quá trời mà. Sếp Điền Đôi, bây giờ bên nhà Lát Tôn đang chuẩn bị giao hàng. Cứ để cho họ giao, tuyệt đối là không được bước dây động rừng. Tiểu Lâm, bên cô sao rồi? Cậu Đức à, cửa sau có người tìm cậu đó. Được rồi, làm việc trước đi. Anh Đức vừa mới về. Anh Thủy Ngu. Muốn chết hả? Sao trễ vậy? Cái gì? Tôi đã nói với chị Betty là hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày mà. Giờ tôi không được khỏe, xin lỗi nha. Lúc nãy chỉ có người đàn bà kia không biết gì hết. Mấy việc này còn phải tự phụ trách đi. Được rồi, được rồi. Không có lần sau đâu. Được rồi, vô lấy hàng đi. Bỏ xuống. Anh Thủy Ngu à, hai hãng sữa mà anh cần ở trong đó hết. Anh coi lại đi. Thôi, được rồi. Nè, đếm lại đi. Thủy Ngư đã nhập hàng rồi. Anh em, tập trung vào. Cửa sau siêu thị. Hành động.
được. Trình, anh Vin, mấy cậu hành động được rồi. Đứng im. ICC. Ê, chào cô Lê, lâu quá không gặp, về thăm má hả? Ờ, phải phải. Chú ơi, chú ơi. Bên này nè, phiền chú. Có chuyện gì? ICAC hả? Có chuyện gì vậy? Mở cửa, mở cửa đi. Cậu phải nói cho tôi biết có chuyện gì đã. Làm ơn chú mở cửa đi. Nè cậu, nè sao vậy mấy sếp? Nè. Có chuyện gì hả? Chú à, có phải cô lúc nãy thường xuyên tới đây hay không? Có biết cậu lên lầu mấy không vậy? À, chào bác. Chúng tôi từ sở liêm chính. Chúng tôi tới tìm cô Lê Kiết Nhi. Sếp à, sếp tìm nó có chuyện gì? Làm phiền bác mở cửa ra trước. Cảm ơn. Con nhỏ đó lâu lắm rồi không có về đây. Bác à, sao chân đi cà nhắc vậy? Bị thương sao? À, không có gì, tôi không cẩn thận bị té trong toilet thôi. Con nhỏ đó thật sự không có về đây. Bác gái à, tôi biết là bác rất thương Betty, nhưng bác che giấu cho cổ có thể sẽ liên lụy tới bác đó. Xin lỗi má. Sở liêm chính. Sếp à, tôi đã nói hết với sếp rồi. Sếp xin giảm tội cho tôi đi. Tôi nếu như ở tù thì không ai chăm sóc con tôi. Làm ơn đi sếp. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này,
bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.